Rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh YouTube của Giang Doraemon thành phố Hồ Chí Minh. Kính chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Các bạn thân mến, gặp lại hôm nay đến với file video này, Giang sẽ chia sẻ lên cho các bạn những cái sản phẩm kinh doanh mua bán đồ chơi trẻ em. Các bạn đang xem file video Giang đang quay trực tiếp tại xưởng sản xuất, nhập khẩu và phân phối đồ chơi trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Giang sẽ giới thiệu đến các bạn mô hình kinh doanh mua bán đồ chơi, những sản phẩm, những mặt hàng các bạn thấy đa dạng rất là nhiều, kho hàng rất là lớn luôn các bạn. Chỗ này Giang sẽ kinh doanh mua bán các sản phẩm đồ chơi bán ra đồng giá nè, 10.000 một cái, 15.000, 20.000, 25.000, 35.000, 39.000, 59.000, 79.000 nè, rồi 99.000 cũng có luôn, trên dưới 100.000, sản phẩm nào cũng có giá, cũng có giá hết các bạn, đa dạng, nhiều giá cả và nhiều mặt hàng. Có rẻ, có thấp, có trung bình và có giá cao. Tùy theo nhu cầu của các bạn, có những nhu cầu kinh doanh mua bán như thế nào mà các bạn có thể lựa chọn những sản phẩm phù hợp các bạn nha. Các bạn có thể liên kết Zalo của Giang, số điện thoại 0907368309. Các bạn theo hướng dẫn 4 bước, các bạn vô trong cái danh sách Giang chia ra nhiều sản phẩm các bạn lựa chọn, giống như cái danh sách Giang đang hiển thị trên điện thoại này nè các bạn xem. Chúng ta vô xem hàng hóa, những sản phẩm mong muốn. Bên Giang chuyên cung cấp sỉ tất cả hàng hóa mua bán theo nhu cầu, kênh siêu thị, hội chợ và kênh mua bán đồ la. Các sản phẩm như là giày dép, đồ chơi trẻ em, hàng gia dụng 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 35.000, 39.000 và trên dưới 100.000. Rất là nhiều mặt hàng để cho các bạn lựa chọn để chúng ta nhập về kinh doanh mua bán. Các bạn xem những cái sản phẩm Giang đang hiển thị trên cái album trong Zalo Giang nè. Các bạn vô xem, các bạn thích sản phẩm nào các bạn có thể lưu ảnh về đặt hàng hoặc là các bạn chụp ảnh màn hình để đặt hàng. Và có cái phần thông tin pháp lý của Giang trong đây này các bạn, chỗ phần mà giấy chứng nhận hộ kinh doanh đó, thông tin pháp lý rất là rõ ràng, các bạn có thể tìm hiểu khi chúng ta an tâm thì có thể hợp tác nhiều hơn các bạn nha. Các bạn thân mến, đến với sản phẩm kinh doanh mua bán đồ chơi thì nó có rất là nhiều mặt hàng và có nhiều mức giá như Giang vừa nói qua, trên dưới 100.000 đều có nhiều mức giá. Về việc kinh doanh mua bán đồ chơi thì các bạn bán với mô hình nhỏ ít thì các bạn có thể bán lưu động tại những cái điểm có nhiều trẻ em, thí dụ như là trường mẫu giáo nè, trường tiểu học nè, hoặc là những cái khu tập trung đông người ở công viên đó các bạn, vào buổi chiều tối, hoặc là các bạn có thể bán ở ngã ba, ngã tư, đèn xanh, đèn đỏ. Các bạn có thể bán cái sản phẩm mà chúng ta dễ di chuyển như là đồ chơi cầm tay, xe điều khiển, các sản phẩm thú cao su để chúng ta bóp kêu các bạn, thí dụ như là trái sida hoặc là những cái thú nhúng bơm hơi, giống như những sản phẩm mà Giang hiển thị trên cái điện thoại này nè. Nếu mà các bạn bán quy mô nhỏ lẻ thì các bạn có thể nhập về để kinh doanh mua bán các bạn nha. Còn về trường hợp mà các bạn muốn kinh doanh mua bán lưu động với số lượng nhiều hơn một chút thì các bạn có thể bán đứng đường và đường lộ các bạn, thí dụ như là con nai thú nhúng bơm hơi, con lặt lặt bơm hơi, rồi các sản phẩm đồ chơi trẻ em đa dạng, đồng giá 39.000. Để cho gian hàng mình đa dạng hơn thì các bạn có thể kết hợp thêm bóp da di nịch, hoặc là có thể kết hợp thêm là hàng gia dụng đồ chơi 39k mà nhiều lên một chút, đa dạng lên một chút, để chúng ta bán đổ đóng ngoài đường để thích thú người mua nhiều hơn các bạn nha. Bán đổ đóng ngoài đường thì các bạn có điều kiện chúng ta đi xe máy cũng được, chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình 4 cái giỏ treo ở phía trước xe các bạn, 2 cái giỏ ở phía sau, 2 cái giỏ, và các bạn phải chuẩn bị cho mình 3 ga để chúng ta chở hàng được nhiều hơn. Rồi trường hợp các bạn đi bán xe tải thì các bạn có thể bán nhiều hơn, các bạn có thể kết hợp đồ chơi trẻ em nè, rồi giày dép cũng được, thêm bóp da dây nịch nữa, để cho cái gian hàng mình sinh động hơn. Có điều kiện này các bạn có thể nhập thêm quần jean, quần dài, quần đùi của nam, áo sơ mi dài và áo thun, cá sấu, ngắn tay, chúng ta có thể kết hợp thêm đối với trường hợp chúng ta mua bán lưu động. Còn trường hợp các bạn bán ở điểm chợ thì chúng ta bán đồ chơi rất là khó kinh doanh, bán điểm chợ các đồ chơi thì chúng ta khó kinh doanh, chỉ thích hợp các bạn bán lưu động ở các điểm có đông trẻ em hoặc là ở ngoài đường lộ các bạn nha. Rồi trường hợp là nếu như các bạn kinh doanh mua bán lưu động mà với số lượng nhiều á thì các bạn nhớ lấy cái hóa đơn chứng nhận chúng ta nhập hàng hóa chỗ nào, hoặc là có điều kiện chúng ta xin một cái hóa đơn xuất kho, một cái phiếu xuất kho, một hóa đơn bán hàng, hoặc là cái phiếu hóa đơn đỏ VAT để chúng ta cầm theo, lỡ có lực lượng kiểm tra lưu động kiểm tra nguồn hóa nhập hàng ở đâu chúng ta có xuất trình thì không ảnh hưởng,
không bị kiểm tra hoặc là tịch thu hàng quá các bạn nha. Quy mô lớn thì các bạn chuẩn bị cho mình, hoặc là các bạn kinh doanh mua bán đồ chơi trẻ em tại cửa hàng với quy mô vừa và lớn. Quy mô vừa thì các bạn bán đồ chơi trẻ em đa dạng 39k phải có nè, cái đó là thông dụng nhất. Ngoài ra các bạn thêm bán những sản phẩm rẻ hơn một chút để kích thích người mua vô nhiều hơn, ví dụ như những sản phẩm cầm tay nhỏ như là 10.000, 20.000. Ngoài ra nếu cửa hàng kinh doanh mua bán tại chỗ, các bạn có thể kết hợp thêm những cái sản phẩm tương tự, ví dụ như là xe đạp nè, rồi xe tập đi, rồi xe lắc, hay là những cái sản phẩm đồ chơi trẻ em liên quan hồ tắm, phao bơi. Hoặc là các bạn có thể kết hợp thêm những cái sản phẩm gia dụng 39.000 chúng ta buôn bán tại chỗ sẽ có cái hiệu quả cao hơn các bạn nha. Trường hợp kinh doanh mua bán tại chỗ thì các bạn chuẩn bị cho mình những cái hóa đơn mua hàng, hoặc hóa đơn bán lẻ, hoặc phí xuất kho. Nếu kinh doanh quy mô lớn từ khoảng 50 triệu, 100 triệu trở lên thì các bạn xin một cái hóa đơn VAT, hóa đơn đỏ các bạn, để có lực lượng kiểm tra chúng ta xuất trình thì sẽ không có bị ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của mình. Hoặc kinh doanh tại chỗ quy mô lớn thì các bạn nhớ đăng ký hộ kinh doanh nha, đăng ký giấy phép kinh doanh đó các bạn, để có kiểm tra chúng ta xuất trình, chúng ta sẽ không có đóng phí phạt. Hoặc là chúng ta kinh doanh mua bán tại chỗ quy mô lớn, các bạn phải chuẩn bị cho mình cái bình phòng cháy chữa cháy các bạn, biển báo phòng cháy chữa cháy. Khi các bạn có những cái đó thì khi có kiểm tra phòng cháy chữa cháy chúng ta không có đóng phí phạt. Hoặc là nếu chúng ta không có chuẩn bị, khi chúng ta lỡ kiểm tra không có, chúng ta mua với giá rất là cao. Cái bóp da này Giang sẽ bán với giá 200.000. Bên cạnh đó Giang sẽ tặng cho các bạn 4 sản phẩm vô cùng có giá trị, trị giá là khoảng 300.000 các bạn. Tại vì Giang kinh doanh là rất là lâu rồi cho nên tất cả sản phẩm Giang lấy giá rất là rẻ, tương đương với giá thị trường. Thật sự giá thị trường họ lấy rất rẻ nhưng họ bán thì rất là cao, nhưng mà chúng ta không biết. Tại vì có những người họ nhập trực tiếp thì họ nhập được giá rẻ, những người họ nhập qua trung gian nhiều thì họ phải bán ra tương đối cao để họ có được cái lợi nhuận. Và Giang bán hàng giá tương đối là giá gốc, Giang hưởng cái doanh số bán ra từ kho hàng và công ty, cho nên Giang bán hàng rất là rẻ. Hôm nay là cái bóp da này bán với giá 200.000, được tặng kèm 4 sản phẩm trị giá khoảng 300.000. Đó là thứ nhất là một cái dây cắp sạc 1m 3 đầu nha các bạn. Rồi đây một cái cắp sạc giống vậy nè các bạn, 1m 3 đầu rất là tuyệt vời, đó thứ nhất. Thứ hai là sẽ tặng cho các bạn một cái mắt kính hồi nãy luôn, đó là hai cái. Thứ ba là Giang sẽ tặng cho các bạn một cái móc khóa đồng tiền xu may mắn. Thứ tư là Giang sẽ gửi tặng cho các bạn cái cộng dây nịt rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Các bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm bóp da 200.000 được tặng kèm theo 4 sản phẩm có trị giá khoảng 300.000, rất là tuyệt vời. Các bạn nhớ nhắn tin trao đổi trực tiếp trong Zalo của Giang nha các bạn để đặt mua hàng, tránh những trường hợp những cái đối tượng khác xem bình luận và bán cho các bạn những sản phẩm không đúng với cái quảng cáo của Giang thì nó sẽ không có kết quả tốt khi chúng ta mua những sản phẩm không đúng hàng hóa của Giang. Các bạn mua sản phẩm cái bóp da này với giá 200.000, các bạn check in trực tiếp vô Zalo của Giang là 0949 488 309. Giang sẽ gửi tặng cho các bạn 4 sản phẩm quà tặng như nãy Giang đã trao đổi. Zalo của Giang là 0949 488 309. Các bạn thân mến, chúng ta đang xem file video chia sẻ về công việc kinh doanh mua bán đồ chơi trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh. Giang chuyên phân phối sỉ các mặt hàng đồ chơi trẻ em, hàng gia dụng, rồi gấu bông, giày dép, rất là nhiều sản phẩm, hầu như hàng hóa nào cũng có. Giang có nhận giới thiệu lấy hàng hóa trực tiếp tại kho xưởng theo nhu cầu luôn, nhận tư vấn hướng nghiệp kinh doanh mua bán và việc làm. Và đặc biệt Giang có tạo ra lớp học hướng dẫn kinh doanh mua bán và kỹ thuật sản xuất quy giáo kiếm tiền trên YouTube. Các bạn có nhu cầu chúng ta có thể đăng ký tham gia vô khóa học, và sau khóa học sẽ liên kết với Giang rất là nhiều lĩnh vực để tạo ra một cái khoản thu nhập rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể làm việc tại nhà trên điện thoại cũng có thể tạo ra một cái nguồn thu nhập, và ngay cả khi chúng ta không đầu tư vốn cũng có những công việc, có rất là nhiều cái cách để Giang hướng dẫn cho các bạn để tạo ra nguồn thu nhập. Các bạn xem video này nếu như thấy hữu ích thì nhớ dành tặng cho Giang một lượt thích, một lượt bình luận góp ý về những cái vấn đề các bạn quan tâm, công việc kinh doanh mua bán nhập hàng, hoặc là những vấn đề về làm YouTube kiếm tiền có những kết quả cao hơn. Giang sẽ tư vấn đóng góp ý kiến cho các bạn những lĩnh vực về kinh doanh mua bán nè, công việc và kỹ năng làm YouTube. Các bạn có thể đặt câu hỏi giao lưu, Giang sẽ xem trả lời góp ý. Hoặc là các bạn nào có những kinh nghiệm, có thể có những ý kiến chúng ta đóng góp chung, phản hồi tin nhắn qua lại để giúp ích cho cộng đồng, cho nhau có một góc giao lưu trao đổi kinh nghiệm, để mỗi ngày chúng ta có thể cải thiện
điều kiện cuộc sống tốt hơn, kinh tế cao hơn, giúp ích cho bản thân và cho nhiều người hơn. Đến đây thì Giang xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Xin cảm ơn và cảm ơn rất nhiều.